Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi và xin chúc cho quý vị một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Lệnh bắt khẩn cấp một loạt cán bộ cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Thanh Hóa trong công tác tiêm chủng. Hà Nội ghi nhận 244 F0 về từ các tỉnh, đánh giá nguy cơ đi thang máy về F0. Du khách ồ ạt rời khỏi Nam Phi do lo sợ siêu biến chủng Omicron. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tin Covid sáng 28 tháng 11 ghi nhận 13.063 ca mắc nCoV mới, có 7.160 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch Covid mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục 13.063 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.048 ca ghi nhận trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 7.160 ca trong cộng đồng đang tiến hành truy vết. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.773 ca, Cần Thơ 954, Bình Dương 716, Bà Rịa Vũng Tàu 697, Tây Ninh 672, Đồng Tháp 604, Bạc Liêu 574, Đồng Nai 567, Bình Thuận 562, Vĩnh Long 539, Sóc Trăng 449, Kiên Giang 427, Cà Mau 422, Trà Vinh 328, An Giang 324, Hà Nội 310, Hậu Giang 287, Bến Tre 265, Khánh Hòa 239, Bình Định 197, Hà Giang 165, Lâm Đồng 159, Bình Phước 139, Bắc Ninh 137, Nghệ An 124, Tiền Giang 121, Long An 109, Gia Lai 109, Thừa Thiên Huế 106, Vĩnh Phúc 104, Đắk Nông 85, Đà Nẵng 66, Hòa Bình 60, Quảng Nam 59, Quảng Ngãi 56, Thanh Hóa 55, Thái Nguyên 54, Ninh Thuận 46, Hải Dương 39, Phú Yên 36, Phú Thọ 33, Thái Bình 32, Tuyên Quang 29, Nam Định 29, Lạng Sơn 28, Quảng Bình 27, Quảng Trị 24, Hưng Yên 22, Hải Phòng 22, Quảng Ninh 15, Cao Bằng 10, Điện Biên 9, Bắc Giang 9, Hà Tĩnh 8, Sơn La 4, Bắc Cạn 4, Yên Bái 3, Kon Tum 2, Hà Nam 2, Lào Cai 1. Trong ngày 27 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 cho 3.004 ca nhiễm tại Tây Ninh đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi rà soát đầy đủ thông tin. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.197.404 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.151 ca nhiễm. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 465.953, Bình Dương 280.203, Đồng Nai 85.631, Long An 37.938, Tiền Giang 24.483. Về điều trị trong ngày có 1.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 956.924 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.383 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 ghi nhận 148 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 65 ca, Tây Ninh 11 ca, Bình Dương 11, An Giang 9, Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu mỗi địa phương 7 ca, Bình Thuận 5, Cần Thơ 5, Sóc Trăng 4, Khánh Hòa 3, Đồng Nai 3, Đồng Tháp 3, Bình Phước 2, Hà Giang 1, Lạng Sơn 1, Đắk Lắk 1, Hậu Giang 1. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới 0,1%. tổng số ca tử vong xếp thứ 34 trên 234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 trên 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 11, có 1.359.412 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 117.691.092 liều, trong đó tiêm một mũi là 69.309.495 liều, tiêm mũi 2 là 48.381.597 liều. Trong ngày, Việt Nam tiếp nhận hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer do Mỹ tài trợ. Đến nay, Mỹ đã trao tặng hơn 18 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia hỗ trợ Thanh Hóa cho công tác tiêm chủng. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 để đảm bảo tiến độ tiêm, tuân thủ hướng dẫn. Bộ sẽ cử chuyên gia Cục Quản lý Khám chữa bệnh, các bệnh viện vào hỗ trợ. Chiều ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ngành y tế địa phương liên quan đến sự cố tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn huyện Nông Cống. Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp của sự cố tiêm chủng trên, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí cấp cứu. Hiện 11 bệnh nhân liên quan đến sự cố tiêm chủng vaccine có tình trạng sức khỏe tương đối ổn định, không phải thở oxy, không phải dùng thuốc vận mạch, đã vận động trở lại được, các xét nghiệm trong trạng thái bình thường. Các bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tỉnh đã tạm dừng tiêm lô vaccine này trước kết quả đánh giá và kiểm định. Với các lô vaccine khác cũng như các loại vaccine khác, tỉnh vẫn tiếp tục triển khai tiêm bình thường. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ với thân nhân gia đình có người tiêm tử vong trong sự cố đáng tiếc này, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của địa phương trong công tác tiêm chủng. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trong công tác tiêm chủng, đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại Thanh Hóa. Do đó, tỉnh cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác tiêm chủng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt ngành y tế tỉnh đẩy mạnh tiêm chủng, trong đó đảm bảo tuân thủ quy trình, hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã tập huấn. Trong trường hợp tỉnh cần hỗ trợ thêm về chuyên gia để tập huấn trực tiếp về công tác tiêm chủng thì báo cáo Bộ Y tế để Bộ cử nhân lực hỗ trợ. Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng các bệnh viện của Bộ lên kế hoạch cử đội chuyên gia và hỗ trợ Thanh Hóa cho công tác tiêm chủng. Hiện tỷ lệ bao phủ mũi 1 của Thanh Hóa là gần 70%. Vì thế, tỉnh cần tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc tiêm vaccine để đạt tiến độ tiêm. Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng cũng phải đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bệnh. Khi có một trường hợp nào phản ứng sau tiêm, sử dụng thuốc, đều phải được xử trí theo đúng quy trình. Hà Nội ghi nhận 244 F0 về từ các tỉnh, đánh giá nguy cơ đi thang máy với F0. Thưa quý vị, toàn thành phố đã giám sát 21.366 người về từ các tỉnh thành, trong đó phát hiện 244 F0. Hà Nội cũng đang có 3.375 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và của thành phố. Phát hiện 244 F0 trong hơn 20.000 người về từ các tỉnh thành. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đã giám sát 21.366 người về từ các tỉnh thành, trong đó có 11.250 người đi bằng máy bay, 4.005 người đi tàu hỏa, 3.826 người đi ô tô, xe khách, 2.285 người đi bằng phương tiện cá nhân. Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, đến tối ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 244 ca dương tính SARS-CoV-2 là người về từ các tỉnh thành có dịch, nhiều nhất là người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thành phố cũng phát hiện thêm 221 F0 là các ca bệnh thứ phát liên quan người về từ các tỉnh có dịch. Nghiên cứu nguy cơ khi đi thang máy với F0. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa hỏa tốc ban hành công điện số 25 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đã có ở 30 quận, huyện, thị xã. Theo công văn này, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, phân loại các trường hợp F1, F2, đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn, như với các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, có đeo khẩu trang, đứng trong cùng khoang thang máy với người nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian ngắn, hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải. 86,9% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ, Tổng số đã tiêm được 11.880.513 mũi cho người trên 18 tuổi. Kết quả tiêm cho người trên 50 tuổi được 3.591.069 mũi tiêm. Trong đó mũi 1 là 1.860.735 mũi, trên 2.124.223 người, đạt 87,6%. Mũi 2 là 1.730.334 mũi, trên 2.124.223 người, đạt 81,4%. Toàn thành phố đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, đã tiêm được 266.281 mũi trên 306.389 trẻ, đạt 86,9%. 3.375 F0 đang được điều trị, lên kịch bản có 100.000 bệnh nhân. Về công tác điều trị, hiện có 3.375 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và của thành phố. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị cho 164 bệnh nhân. 12 bệnh viện của thành phố Hà Nội điều trị cho 980 bệnh nhân và 4 cơ sở thu dung, Phenica, cơ sở điều trị Đền Lừ 3, cơ sở điều trị Thượng Thành và cơ sở điều trị Pháp Vân Tứ Hiệp điều trị 2.231 bệnh nhân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành phương án đáp ứng thu dung điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hà Nội tạm dự kiến tỷ lệ người bệnh theo phân tầng điều trị trong thời gian tiếp theo như sau: 2% người bệnh nặng nguy kịch, 6% người bệnh mức độ vừa và 92% người bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Việc dự kiến tỷ lệ mức độ triệu chứng của bệnh nhân sẽ được sử dụng làm cơ sở xây dựng kế hoạch đáp ứng giường bệnh điều trị, kịp thời thích ứng an toàn. Hà Nội chia phương án đáp ứng thu dung điều trị người mắc COVID-19 theo 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 với 10.000 ca mắc tại trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung và điều trị COVID-19 9.200 giường, tại bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố 600 giường, tại bệnh viện tuyến thành phố 200 giường. Giai đoạn 2 với 40.000 ca mắc tại trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung và điều trị COVID-19 36.800 giường, tại bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố 2.400 giường, tại bệnh viện tuyến thành phố 800 giường. Giai đoạn 3 với 100.000 ca mắc tại trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung và điều trị COVID-19 92.000 giường, tại bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố 6.000 giường, tại bệnh viện tuyến thành phố 2.000 giường. Theo phương án này, thành phố vẫn sẽ triển khai thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo 3 tầng. Tầng 1, thu dung cách ly, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và trạm y tế lưu động, được tổ chức tại các địa điểm như trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao, trường học, nhà xưởng, các khu nhà tái định cư, phòng khám tư nhân, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú. Chỉ tiêu đáp ứng 92.000 giường theo dõi, điều trị, bao gồm 22.100 giường bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 hiện có và 69.900 giường bệnh tại các trạm y tế lưu động. Các cơ sở điều trị sẽ được kích hoạt với số giường bệnh tương ứng với từng giai đoạn phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc. Hà Nội cũng sẽ triển khai thí điểm trạm y tế lưu động ở 5 quận, huyện trước gồm: Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạch Bàn, quận Long Biên 150 giường, Trường Trung học cơ sở Tiền Yên, huyện Hoài Đức 300 giường, Phòng khám đa khoa Minh Phú, huyện Sóc Sơn 200 giường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, huyện Thanh Trì 300 giường, Trường mầm non Lê Thanh A, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức 200 giường. Tầng 2 điều trị F0 mức độ vừa tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố, chỉ tiêu đáp ứng 6.000 giường. Tầng 3 điều trị F0 mức độ nặng và nguy kịch tại bệnh viện tuyến thành phố và trung ương, bộ, ngành, chỉ tiêu đáp ứng 2.000 giường. Du khách ồ ạt rời khỏi Nam Phi do lo sợ siêu biến chủng Omicron. Thưa quý vị, nhiều du khách đã đổ xô tới sân bay để rời khỏi Nam Phi vì lo ngại biến chủng mới Omicron với đột biến nhiều chưa từng thấy. Theo hãng tin AFP, những du khách với vẻ ngoài lo lắng đã đổ dồn vào sân bay quốc tế Johannesburg, Nam Phi và xếp hàng dài tại đây vào ngày hôm qua. Họ tuyệt vọng chen chân lên những chuyến bay cuối cùng để trở về các quốc gia vừa tuyên bố đóng cửa với Nam Phi. Nhiều người đã cắt ngắn kỳ nghỉ của họ, vội vã quay về khi Anh thông báo vào đêm 25 tháng 11 rằng tất cả các chuyến bay từ Nam Phi và các nước láng giềng sẽ bị cấm vào ngày hôm sau. Hàng loạt quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Âu, đã nối gót Anh cấm các chuyến bay từ Nam Phi do lo ngại biến chủng COVID-19 mới có tên gọi Omicron. Toby Red, một thương nhân người Anh 24 tuổi, đang ở Cape Town với bạn gái khi biết tin có lệnh cấm các chuyến bay từ Nam Phi. Cặp đôi đã kịp mua 2 ghế cuối cùng trên chuyến bay tối tới Frankfurt. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như họ. Biến chủng B.1.1.529 lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana, nơi có 3 ca nhiễm đã được giải trình tự gen. Sau đó, 6 ca nhiễm khác được ghi nhận ở Nam Phi và 1 ca nhiễm ở Hồng Kông là du khách trở về từ Nam Phi. Israel ngày hôm qua cũng thông báo phát hiện ca biến chủng mới là người trở về từ nước ngoài. Trong khi đó, Bỉ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận ca nhiễm biến chủng B.1.1.529. Nhiều quốc gia đã dừng các chuyến bay tới Nam Phi và các nước láng giềng, đồng thời áp lệnh hạn chế đối với những người xuất phát hoặc quá cảnh qua các nước này vì lo ngại nguy cơ bùng phát dịch. Nam Phi đã lên tiếng phản đối các lệnh cấm đi lại này, trong khi WHO khuyến cáo các nước không nên vội áp lệnh hạn chế vì phải mất vài tuần để nghiên cứu về biến chủng mới. Tại sân bay, các biển báo bị hủy nhấp nháy bên cạnh thông tin các chuyến bay đến London trên bảng khởi hành. Các điểm đến khác vẫn đang trong tình trạng lấp lửng. Một chuyến bay của hãng hàng không Hà Lan đến Amsterdam đã bị hoãn vài giờ sau khi hành khách bất ngờ bị yêu cầu phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19. Các xét nghiệm PCR nhanh đã được cung cấp ngay tại sân bay với kết quả được trả trong 2 giờ, nhưng với chi phí lên tới 86 USD thay vì mức phí tiêu chuẩn khoảng 52 USD cho kết quả được gửi trong 12 giờ. Một số người mang hộ chiếu châu Phi được thông báo rằng họ sẽ không được phép bay đến châu Âu. Giá vé máy bay từ Nam Phi đến Anh cũng tăng vọt vào thời điểm này. Các cơ quan y tế Hà Lan cho biết, hàng chục người đến Amsterdam trên 2 chuyến bay từ Nam Phi hôm 26 tháng 11 có khả năng bị mắc COVID-19. Họ đang tiến hành xét nghiệm thêm để xem liệu những người này có bị nhiễm biến chủng Omicron hay không. Dựa trên dữ liệu xét nghiệm ban đầu, Bộ Y tế Hà Lan ước tính có thể có khoảng 85 trường hợp dương tính trong số các hành khách trên. Trước đó, chính phủ Hà Lan đã cấm tất cả các chuyến đi bằng đường hàng không từ khu vực phía Nam châu Phi vào sáng sớm ngày 26 tháng 11. Các nhà chức trách Anh ngày 25 tháng 11 gọi B.1.1.529 là biến chủng tồi tệ nhất, với 32 đột biến. B.1.1.529 được phát hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus SARS-CoV-2. Nhà dịch tễ học Neil Ferguson tại trường Imperial College London nói rằng B.1.1.529 có số lượng đột biến chưa từng có và dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm gần đây ở Nam Phi. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Falla cho biết biến chủng mới là mối lo ngại nghiêm trọng và là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày tăng theo cấp số nhân, biến nó trở thành một mối đe dọa lớn. Hãy tuân thủ lời thề Hippocrates. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.hcm Nguyễn Chí Dũng và 3 thuộc cấp với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam 7 cán bộ, nhân viên của cơ sở y tế này, trong đó có cả giám đốc bệnh viện. Đáng tiếc, không chỉ có một số cán bộ lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.hcm bị khởi tố bắt giam với các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian qua, có khá nhiều lãnh đạo các bệnh viện trên toàn quốc phải nhập kho vì đã ăn chặn trên lưng người bệnh. Họ tìm đủ mọi cách để có tiền đút túi riêng, không cần quan tâm đến số phận khốn khổ của bệnh nhân. Đơn cử như trường hợp của cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm. Trong lúc dịch bệnh hoành hành, cả xã hội đang phải thắt lưng buộc bụng, gồng mình chống dịch, thì người này lại cố tình cấu kết với tư thương nâng khống giá thiết bị y tế để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Hay như dàn lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã phải lâm vòng lao lý vì đã thông đồng với doanh nghiệp nâng giá các loại máy móc khám chữa bệnh để có thể dễ dàng móc túi bệnh nhân, những con người vốn đã rất khổ sở vì bệnh tật. Tiếp theo là đến bộ máy lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Mắt TP.hcm cũng lần lượt xa lưới pháp luật với những hành vi tương tự. Thậm chí, ngay cả đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng đã bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả. Rồi nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Bộ Y tế và một số cơ sở khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội. Sau hàng loạt những vụ án liên quan đến các cán bộ, nhân viên y tế, dư luận xã hội đặt câu hỏi, trước khi hành nghề, mỗi nhân viên y tế đều phải tuyên thệ lời thề Hippocrates. Đây là lời thề thiêng liêng để mỗi người trong ngành y luôn khắc cốt ghi tâm việc cứu người là trên hết, không được có những tư lợi ích kỷ gây hại cho bệnh nhân. Vậy thì vì sao có nhiều cán bộ y tế, trong đó có lãnh đạo các bệnh viện lại làm trái lời thề? Để trả lời được câu hỏi này không đơn giản. Lời thề Hippocrates dù có thiêng liêng, cao quý, nhưng nếu người tuyên thệ không thực tâm mà chỉ là hình thức, thủ tục cho có thì nó chẳng có giá trị gì với họ cả. Còn chưa kể cũng không có chế tài để điều chỉnh những người vi phạm lời thề nếu họ chưa đến mức vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Có lẽ đó là lý do mà nhiều lãnh đạo bệnh viện biến chất vi phạm pháp luật. Cũng có một số ý kiến bao biện cho các cựu lãnh đạo ngành y rằng họ chỉ giỏi chuyên môn cứu người, lại bắt họ quản lý kinh tế, thì sao không có sự? Xin thưa rằng đó chỉ là cách giải thích cưỡng từ đoạt lý. Nếu cảm thấy không đủ năng lực lãnh đạo bệnh viện, tại sao lại nhận nhiệm vụ? Đó há chẳng phải vì lòng tham, sân si hay sao? Nếu mỗi nhân viên y tế tuân thủ nghiêm lời thề Hippocrates thì sẽ không có chuyện đáng tiếc như trên xảy ra.